Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog. Mình với Tiếng Miêu thì đang ở trong chòi nè mọi người. Đó. Sớm giờ có hai anh em trời. Cho nên là We were rất vui. Này bình an. Này chơi tụi nó xanh mặt mày, xanh lại mặt mày luôn. Thiệt. Anh có bị gì không? Không. Hứa đi. Này anh chạy tẩu hốt mất tiêu rồi. Anh tẩu hốt trước rồi. Hiểu không? Rồi phút cuối mới vô, hứa với anh là không bị gì hết. Hứa với anh Tuấn là không bị gì hết. Đi luôn được không? Đừng có vô. Vô bình thường. Vô nó mới biết chứ hồi nó tưởng thiệt nó phốt anh sao. Bữa nay mình với anh Tuấn sẽ hợp tác một cái màn chon nha mọi người. Chon hết nguyên một team mình luôn. Bữa nay căng team luôn mọi người. Thì trong team ai cũng biết anh là cái người giữ kênh YouTube luôn. Anh hỗ trợ bên YouTube, anh làm mấy cái liên quan tới mảng kỹ thuật bên YouTube cho tụi em. Ai cũng biết rồi, đúng không? Cho nên bây giờ thực hiện một cái màn chon liên quan tới chuyện mà cái kênh YouTube đó. Nhưng mà em hỏi anh nè, cái kênh YouTube đó anh có ẵn mà ẵn tạm thời được không? Bình thường. Ẵn được đúng không? Ừ, anh xóa luôn được. Gì vậy ba? Không có xóa nha, ẵn tạm thời thôi. À, hồi anh rồi, nói chung là ẵn được tạm thời nha mọi người, cho nên bây giờ mình sẽ thực hiện một cái màn chon để chon nguyên team mình nha mọi người. Mọi người muốn biết như thế nào thì đón xem video nha. Bây giờ anh lấy xe anh chạy đi. Anh đi mất tiêu đi. Một hồi khi nào anh nghe tin nhắn nhắc tin cái bắt đầu anh chạy vô. Có gì bảo toàn tính mạng cho anh nha. Bảo toàn em bảo đảm mà. Ok. A few moments later. Ok mọi người. Bây giờ có quay mình đặt xong rồi nha. Anh đi ra ngoài quán cà phê ngồi luôn đi nha, đừng đứng đầu đường mới nó vô thấy anh nha. Anh đi về luôn á, tụi bay cơ. Ai vậy à? Ẩu á, cái đó ẩu nha. Anh lấy tiền đó là mà. Ông bị hại tao mấy lần rồi, đừng mơ. Gì vậy? Bị hại tao mấy lần rồi. Gì vậy? Là hồi anh Tứ anh có vô không mấy bạn? Nhã ơi! Vậy? Con quên điện thoại Nhã ơi! Khỏi! Điện thoại rồi! Anh cũng quên điện thoại Nhã ơi! Anh xin lại điện thoại Nhã! Đi vô nha! Anh vô mà! Ừ! Thầy đi! Sao hôm nay này có mơ? Laptop mình còn nằm đây nè! Laptop mình còn nằm đây nè! Anh đi về đi! Về luôn đi! Về luôn đi! Ừ! Về đi! Bày đặt! Đợi không mọi người, nào đủ rồi chơi. A few moments later. Đừng đôn lối trời trẻ. Chú lâu. Trời ơi. Ngắn nào ra ngắn đó. Đông nghe. Mà đông nghe chứ. Anh Miu vô à?
Người chạy Viva như này vậy? Viva. Vâng, xin đừng đô đối cho bọn xe. Thôi, là nhạc sĩ két nè, ở trước có phím đàn. Đi xe có dán số điện thoại luôn đấy không? Đấy là kim sâu gì vậy? Không phải sâu đâu, cũng nó để cho ta để nhà người nhà. Thấy người nhà của anh vừa muốn tiếng không? Dạ. Anh lên xe đâu rồi? Nhé, anh em chịu nhé. Dạ, tính quen thế nào? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó hổ sâu luôn rồi. Dạ, kêu kêu. Rồi. Hồi sâu luôn hả đấy? Hồi sâu luôn. Hồi sâu luôn. Ây da. Dạ. Giỡn rồi, giỡn rồi. Đó nó giỡn nghe với trời. Bận ngóc hết nách kìa. Ba, ba. Cái gì ngóc kia không biết. Xe. Anh cưng tạo rồi xe. Vô vô. Ai không? Ôi. Ôi. Thôi được rồi. Sao quăng quá. Ôi. Thôi được rồi. Đó đi nha. Đi thôi. Đi đi. Đầu đi. Cá nè. Đi cho. Cẩn lắm rồi. Đang đang anh chưa xả dây, anh chưa xả dây. Đi cho rồi, xả dây đi. Xả dây đi. Đâu? Đâu hồi xuống cầm tay nhóc kìa. Ờ có tiền nó lấy. Bán nhỏ đi. Anh định nói luôn á. Ủa anh nghĩ làm sao anh tớ. Nghĩ làm sao qua YouTube rồi. Bán ngọc luôn rồi. Bán ngọc luôn rồi. Chưa còn nhập dây, còn nhập dây. Bán ngọt mười mấy triệu. Bán ngọt thì bán chi Viva nữa anh tức. Bán chi Viva đi ba ơi. Làm gì bên đây căng thẳng như vậy? Chiêu kìa, chiêu kìa. Yeah. Bán ngọt với anh em ấy vậy. Đi thảo đi. Yeah. Anh đưa em nữa. Cầm cho anh vui chút xíu trả lại gì. Anh đang tạo. Chống tạo đi. Một tiền giỡn lắm. Lấy luôn thiệt đó nha, đừng giỡn nghe. Em lấy thiệt á. Lấy giỡn là tụi em lấy thiệt à. Sẽ có anh giữ đây đưa em chứ. Rồi, quay còn tên bán Epilet chứ đưa được. Epilet đâu có gì nhiều đâu anh. Tiền rồi không 3 triệu xài à. Tại tao nói quay còn tên. Quay còn tên. Tiền gì anh Tân? Tiền 5 triệu. Tiền 2 triệu rưỡi. Ủa sao nó 2.5 rồi? Chi chiếm điệu vậy? Chiếm điệu. Ờ, chi điệu đi. Rồi rồi, có đỡ không? Rồi có quay không nói nè. Rồi, tại gì vậy? Tại gì vậy? Cho tại gì vậy? Chạy gì tên? Nó nằm, nó đi, nó nè. Em cắt đi. Nè, mày anh cho hay vậy? Có anh nói vậy, vậy tiền của ai? Anh dở, tiền của em, anh dở. Nè, mày anh cho hay vậy? Cắt đi! Hết hồn. Lấy thiệt cái nha. Anh dở nè. Thầy không biết mà anh chạy. Tự nhiên ai cho tiền. Ờ, rồi. Anh em số đúng không? Mở tí lần rồi, mở tí số cho chúng luôn. Đúng rồi. Chào tiếng hỏi ta đi. Số chạy. Trả lại này, số. Anh em có gì làm sắp tới làm gì không? Ủa? Đi sinh bọn. Đi Sài Gòn nữa. Anh định ngủ đi bữa nay luôn nè. Bắt đầu sắp mắt bữa nay luôn. Em làm gì? Còn nhiều chuyện mà. Em cũng làm bình thường thôi, làm gì đó. Còn nhiều chuyện mà anh xin tồn đi gọn đi quay với đâu. Sang có làm gì anh em đi đâu em đi đó à, tại vì anh em đi đâu em đi đó à, tại vì để chân tình ta nguyện ghi đậm sâu buồn vui có nhớ anh em đi đâu em đi đó à, tại vì anh em nữa thì sẽ là một group mà đâu có đi sẽ gọi clip rồi em muốn chấm sang đó tại anh em đi rồi em cũng có nhà mà anh tới làm gì tới giờ sắp tới anh dẫn nguyên đám đi sinh tồn 5-7 ngày cho đã chứ cảm thấy bán TikTok ok tồn cố gắng đẩy TikTok lên ừ, mà làm TikTok mà chứ đi lấy TikTok ngáo em được sắp tới làm gì tới bán ngoài với em là nói gì tính sinh tồn này chứ sinh tồn nè anh em làm cái gì cũng được miễn làm chung là được rồi đúng không đúng nhưng mà phải làm lương thiện nha chứ cái anh chẳng bao giờ chứ đó chỉ có làm không lương thiện anh hoài cũng nên anh đi sinh tồn mà sao anh làm lương thiện bữa nay ba trúng số mà nói chuyện đâu lý của ba đúng không nhìn cho 3 triệu mỗi người 3 triệu ba anh lại nói dục con đâu lý 2.5 triệu vô mặt phương rồi cái nói chuyện đạo lý nha tự nhiên bữa nay hơi lạ là tự nhiên vô tự nhiên đưa tiền rồi ấy nãy giờ anh em giỡn rồi giờ là thiệt nè hỏi thiệt nè là tiền gì cũng hai mấy đi không sạch hay gì không sạch em muốn lấy à sạch đàng hoàng không sạch lắm lấy nha bán hàng bán một cái món hàng này rất là có giá trị
Mày giữ luôn mày nói giữ mắt mày anh Tấn anh giữ đó giờ anh giữ anh giải quyết mấy cái vấn đề quản quyền bổn đồ giùm đó
Anh có biết cái kênh YouTube mà em mấy em bị hack hay gì mất tiêu anh Tấn ơi? Kênh của em hả? Đúng rồi, kênh Hẻ TV với Vlog á. Kênh của em hồi nãy là mỗi đứa lấy một phần rồi đó. What? Kênh của em hồi nãy là mỗi đứa lấy một phần rồi đó. Gì vậy? Là sao? Là sao nói rõ rồi. Là anh bán kênh tụi em đúng không? Nói lẹ đi Tấn. Trời ơi, bán cái gì vậy? Nó bảo cô uống kìa. Là sao Miêu? Trời hoa tan mưa nắng rơi đen thề. Nỗi đau trong lòng trời đen hoa đá. Thằng nghĩ sao vậy Tấn? Dành tôi nói cơ mà còn không cho nữa. Không, cái ly chí em nó đi đúng hướng rồi. Nhưng mà cái anh không nghĩ cái vậy. Nè, không có lỗi phải nữa, em nhá luôn. Thôi. Má đi rồi. Dạ, thôi. Dạ, đi rồi. Em lấy nhà luôn. Cũng như vậy. Đi luôn. Thôi. Lấy nhà rồi thôi. Đi, anh lấy xe chở. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Gơm lại đi cho nhẹ, cầm giữ đi. Cái này là... Nè, giờ em gơm tiền đi. Gơm tiền đi. Rồi, đưa cho công an đi. Em đi tướng mèo luôn. Đi giúp chung nha. Bố mình chờ mấy đứa 20 triệu. Đừng rồi, giữ luôn đi. Cao đi, đủ sống anh em mình. Anh lấy một phút rồi. Anh lấy một phút rồi. Anh đưa mình có 20 triệu mà biết còn xíu dư rồi, biết bao nhiêu tiền. Thì bởi vậy. Hàng kia anh đi hay cổ phần nữa. Hàng kia. Bố tài thì cũng chứ. Thôi em ơi. Ờ, bố tắm đi. Rồi đi, đi. Mày lấy cái dâu. Rồi, rồi. Mày lấy cái dao mày gắn vô đây tao phóng lợn ai. Mày không có nổi nữa. Mày không có nổi nữa. Mày không có nổi nữa. Mày khùng cái gì vậy? Đi vô. Mày sẽ lấy xe. Mày giả mày kiếm anh nói chuyện. Bây giờ. Mày nói gì? Cắt cổ luôn nói chuyện. Bây giờ nào qua mét ta mày anh. Mét có tiền đâu mà. Đó mà bây giờ anh đi. Bây giờ nào mình ta coi anh mấy bao nhiêu. Điện ảnh cái coi đang ở đâu rồi. Bây giờ kêu vô đây nói chuyện cho đàng hoàng. Đúng rồi, bây giờ cái anh vô nói chuyện đàng hoàng. Mà Tấn mà chịu vô thì phải cản ông cứu nội rồi. Hồi công nữa. Trên mắt mà án mạng nữa. Sao mệt dữ vậy trời. Nổ chuông kìa. Alo. Đi. Anh xin lỗi nha. Anh xin lỗi anh. Đâu đưa cho anh em lên. Bây giờ Tấn. Đâu chết. Đâu chết. Đâu chết. Kìa nói tụi em hẳn Tấn. Nghe nói này anh. Em này. Đâu chết anh. Em nghe nói này anh. Nghe. Anh má thật sự là anh tới được cùng với anh. Kiếm vô đây. Anh vô đây. Anh đứng ở đâu. Anh hắn xe lên đứng đâu. Anh nói cho em nghe cái đi. Anh gì tới giờ mới thử rồi. Anh về đâu mới anh chạy xe cho em chạy lên cho mấy hưng. Bây giờ nè, anh đứng ở đâu, anh nói em cái, em chạy ra em đưa lại anh 20 triệu, em giúp anh luôn. Ừ, giúp anh đi, tay buôn việc lạc hả gì. Bây giờ em hỏi là anh tới đầu đường ngoài đúng không? 20 triệu không giúp đỡ luôn vậy ơi. Anh thắng ở đầu đường đi, anh thắng đầu đường đi anh Tấn. Nghe ơi. Má, chưa được đâu nhỉ. Nóng quá thì nóng rồi. Bây giờ anh vô phần âm âu vô đường cùng mày giờ mày vô tụ tội nữa anh em ở ngoài sao? Bây giờ nào mấy anh em là 4-5 năm trời anh đang bán. Bây giờ mấy từ bây giờ qua luôn trời. Mấy mẹ anh đi, mấy mẹ anh. Mấy mẹ trời ơi lớn rồi chơi mấy mẹ. Mấy mẹ đi, kêu mẹ bán tất cả tiền chuột cho lại. Bây giờ quan trọng hóa là cái nhắn điện thoại anh này bán bao nhiêu tiền? Nhắn với mấy anh em sống tốt giùm anh. Xong tin nhắn này, anh đã chặn em. Anh chặn em rồi. Anh chặn em rồi. Chạy qua nhà anh nè, chạy qua nhà anh. Bây giờ anh kêu anh em sống lương thiện, bình tĩnh luôn. Bình tĩnh lấy xe, chạy qua nhà anh giải quyết vấn đề. Chạy qua nhà anh giải quyết kịp á. Không có được, giờ chỉ có cách qua nhà thôi à. Làm cái sách này. Qua nhà, bỏ nhã lại, người nào ấy đi qua bển nói chuyện. Tao không phải chở tôi đi.
Mình đi đi. Bây giờ mình chở. Tao ở được, tao không làm được, cứ làm hết gia đình nó luôn. Tao làm cái gì vậy? Đi như mày. Đúng rồi. Còn ba mẹ mày. Đi chung luôn một lượt nó đi Tây Phương luôn. Đi luôn, giờ kênh YouTube em mắc ai đi luôn. Mày mắc mình, mắc của mình mày nha. Tao nói mày nghe. Anh em này đông như trời. Anh em đây bỏ hàng. Đi anh ơi. Biết là cái kênh nó làm lâu rồi. Nhà cưng đi rồi. Dù gì mày cũng phải giải quyết chứ. Nhỏ anh rồi. Rồi ở đây mấy anh em kéo về nhà nhã ấy đi. Rồi đợi tin. Bây giờ chắc cứu qua lấy câu trả lời thôi chứ còn muốn bây giờ anh điện cái mail được không? Mới là một chuyện chứ. Cái này anh sợ ha. Đây mình tính vừa bán cho người ta đổi tên. Ta xóa cái dàn list của mình một cái là xong luôn. Mình xóa hết luôn. Xóa luôn đó. Mẹ chi hồi nãy cho tiền lấy cái nghi rồi. Cái con người vậy là đáng chết. Thụng quá mày ơi, chết hoài. Ở đây lo cho nhã nha. Bên, anh đi đâu vậy? Anh bán qua bển. Qua bển nó nghĩa lý gì đâu. Chứ sao vợ? Trốn rồi. Bây giờ cũng có kiếm ăn là ba kiếm rồi ảnh là chị. Nhà anh nó bển gì đâu, anh trốn rồi cũng còn gia đình. Bây giờ anh bỏ vợ con anh đi sao? Một con người mà sống như vậy là không nên sống cái xã hội này nữa. Nói thiệt à. Xàm quá trời luôn á mày. Chứ mày nghĩ rồi bây giờ cái kênh anh em làm 4 năm trời rồi anh bán rồi sao giờ? Mày đã biết rồi anh lưu vô túng quá rồi sao? Túng cái cục cức. Ảnh sống nắp như này được quá rồi. Ê ê. Anh vô rồi, anh vô rồi. Ê! Nhả lại. Mày đi. Vô đây nói chuyện tao. Nhỏ này nha. Mèo. Ai lấy sai qua một buồn với nó.
cái gì nói mà hai cha hai chồng á. Hai bên hai người làm gì vậy? Đi hết rồi, nói chuyện đi. Đi hết rồi. Đi hết đi rồi chị. Ba đi cái này. Anh nhớ làm sao vậy? Nhạo vô hỏi kênh YouTube đâu? Kênh YouTube đâu? Kênh YouTube đâu? À, kệ chứ, kênh YouTube kệ. Mình sai kệ cái còn quýnh mình nữa. Con nè. Cái bực bội chứ. Ai giọng tao không nè. Này nạn nhân à. Quý gì vậy? Tao lại. Má lần sau tao không dám thôi. Không dám. Quý gì vậy? Nha. Gì vậy? Mày quay cái đéo mẹ vậy? Vậy. Quay YouTube đâu? Kênh YouTube vậy. Rồi, kêu tôi mày nói đâu? Nè. Để muốn nè. Rồi, bây giờ nữa anh ơi. Anh YouTube đâu? Ai 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 ai. Nhả vào đâu? Nhả vào đâu kìa. Không có. Anh giữ kênh YouTube à, anh giờ. Anh ẵn kênh YouTube rồi, anh làm anh em mình hết hồn á. Anh nhả nó kêu ẵn rồi. Ừ, ẵn kênh YouTube rồi. Còn chờ được không? Anh nhả còn chờ được, nhả vô. Anh cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Nếu mọi người thấy hay thì bấm like đi kênh để ủng hộ anh em mình nha. Còn vậy chào mọi người nha. Kênh YouTube ẵn rồi, bật lên lại rồi nè. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ê. Ê. Ủa? Gì vậy? 20 triệu nãy đâu? Hả? Anh cũng giữ anh nha. Thôi à, em đưa lại cho ai rồi à. Không, anh không có giữ. Đâu? Có. Hồi nãy tao nhớ là thằng đó đó. Mày. Vậy. Thôi bị chậm cấp cái quan gì mày? Ủa, tướng giận là mày. Mày biết tiền 20 triệu tiền gì không? Tiền gì? Tiền từ thiện nữa, mày lấy đi. Ở trong túi tao. Ừ. Trả báo mày liền đó, tiền từ thiện đó trả lại mày. Không, nãy quên. Đừng đi về. Xin tặc hay vậy? Đừng đi về. Ai biết đâu nãy anh em đưa quýnh lộn quá trời luôn, có biết gì đâu. Tiền này là tụi nó lấy không được nha các bạn. Tiền này là tiền từ thiện, nó không dám lấy đâu. Cứt heo, mày nín.